Có biết sung sướng là gì không? Sung sướng là như thế này.穿越溪水上飘，啊啊，林子大有好多的鸟，啊，做好事不让人知道。Yes, we started a fight, now the bad moon is burning. Can we put it out? Cause we're both saying things.Xin tôi đứng giữa sân trường.
năm ấy vẫn đâu đây gọi về, theo từng dòng ký ức trên mắt của ai giọt lệ. Những lớp học ngày ấy, những tình bạn hôm nay sẽ chẳng đổi thay, dù biết ta rồi phải rời xa. Nếu một ngày ta biết sẽ trở về nơi xưa, thì đoạn đường kia rồi sẽ có mấy ai đi cùng. Sợ một ngày bơ vơ, ta một mình ngẩn ngơ, còn lại nơi đây một chút kỷ niệm xưa. Bạn và tôi tìm lại đâu đây một chút kỷ niệm xưa. Bạn và tôi. Thay mặt cho 45 thành viên của lớp 12A2, tôi xin chúc tất cả các bạn những ngày cuối cùng của thời học sinh hãy cùng nhau cố gắng, cùng nhau vươn lên trong học tập và cùng nhau đỗ tốt nghiệp nhé các bạn nhé. Biết là trong lớp rất nhiều người mà các bạn hay chia bè chia phái, không chơi cùng nhau, nhưng mà cuối năm rồi, cuối cấp rồi, mong các bạn cùng nhau cố gắng, đỗ tốt nghiệp 100%. Lời cuối cùng chỉ biết chúc tất cả các bạn sau này ra trường nhớ đến nhau và đứng bên nhau vậy nhé. Có lẽ hôm nay là buổi cuối cùng bọn mình tụ họp với nhau. Cũng không biết nói gì cả, chỉ chúc tất cả các bạn đỗ tốt nghiệp và ra trường có một công việc ổn định. Còn là bạn nào mà có 100 mâm ấy thì nhớ phải mời cả lớp. Và em cũng muốn gửi lời chúc đến ba cô giáo chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của bọn em là cô Từ Thị Thư và cô Oanh, cô Nguyễn Thị Yến ạ. Cảm ơn ba cô thời gian vừa qua đã dìu dắt chúng em ạ. Em xin hết ạ. Cảm ơn cô Nguyễn Thị Yến cùng bọn em trong những ngày mùa hè nóng bức này đã giúp bọn em ôn thi. Tuy bọn em rất nghịch nhưng mong cô và các bộ môn cùng nâng đỡ và giúp em trong 45 bạn ở trong lớp, nhưng mà ở đây chỉ có 32 bạn đi chủ yếu ở nơi xa, không chụp ở gần trường. Còn những bạn còn lại sẽ chụp ở gần trường vào hôm bế giảng. Còn những bạn ngồi đây, tôi mong các bạn sẽ đỗ tốt nghiệp hết và mong các bạn đoàn kết, cuối cấp rồi đừng chia bè chia phái. Vỗ tay em ơi. Và em chỉ chúc các cô là sẽ đưa được nhiều chuyến đò sang sông và đặc biệt là sẽ dìu dắt được lớp 12A2 đỗ thành công 100% tốt nghiệp ạ. Em xin hết ạ. Và em xin chúc tất cả các bạn thi đỗ tốt nghiệp và thành công. Và em cũng xin cảm ơn ba cô đã chủ nhiệm lớp em đã từng học, đã dìu dắt chúng em trong 3 năm đó. Và em xin chúc tất cả mọi người lời cuối cùng mà tớ muốn xin gửi tới tất cả các bạn rằng hãy cùng nhau vui vẻ và học tập, cùng nhau đỗ tốt nghiệp, cùng nhau ra trường và cùng nhau cầm lấy tấm bằng. Em xin hết ạ. Những lớp học ngày ấy, những tình bạn hôm nay sẽ chẳng đổi thay, dù biết ta rồi phải rời xa. Nếu một ngày ta biết sẽ trở về nơi xưa, thì đoạn đường kia rồi sẽ có mấy ai còn lại nơi đây một chút kỷ niệm xưa. Bạn và tìm lại đâu đây một chút kỷ niệm xưa. Bạn và tôi.